my life, Facebook life. So hi Chrissy, hi Henry. Anh Henry là cái nào cũng thấy hết ha. Anh Henry. À là sẽ gì làm cho anh Henry ghiền coi like luôn rồi. mọi người khỏe không? Hôm nay là xuất hiện mọi người cách apply cái mask nha. Cái bột mask làm sao đừng cho nó thẳng nha. Lắc mask. Hình thứ hai nữa là xuất hiện mọi người làm cái ombre bằng leader. Cái ombre bằng leader và cách mà làm sao để phối màu ra cho nó đẹp, một bộ nail nó đẹp. Và thứ ba là sẽ làm có bình xếp. Đó, tôi có từng làm có bình thì các bạn chỉ cần nhìn một clip này thôi, các bạn làm rất là nhanh gọn lẹ. Ôi, Danny, can you turn on the music a little bit low, please? Mới nhỏ cũng được sao hết. Bây giờ, you guys see it? And this one too. Đây nhảy xuống ra đẹp nha. Hai xem hai bé Ngọc khỏe nha. Ngọc hay là xài giày đồ dũa số mấy vậy? Hai danh phúc Alex xài máy dũa hả? Dũa gì vậy? Alex xài máy dũa này nha. Đây nè. Pro. Đồ dũa rất là hay, đồ dũa này nó sẽ làm cho nó rất là nhám. Cái máy chạy nó cũng good lắm á. Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách dũa nha. Đó. Alex sử dụng cái đồ dũa này. Đó, lên xin lên tất cả những cái giờ là hết nha. Anh lấy giùm anh cái bao tay giùm được. Ok, bây giờ nó sẽ cắt thành cái carbon shape nha. Ok, my beautiful client today she wants to do how to do a black mask, and the second one she wants to do ombre sparkle leader, and the third thing how to mix the all the nail is smooth even the sand. And this one too. Before you guys cut the carbon shape, you can have to check the shape, everything is straight. Okay, so check every nail, perfect before you apply the powder. Remember, don't make nail too much long, and nail too much short, because later on, it's not even. So make sure everything good shape and the same size. Còn nhớ make sure là phải cắn đều nhau hết nha. Đó. Trong thời gian chờ đợi các bạn vui lòng bấm nút share cho mọi người nhé. Thank you mọi người rất là nhiều. Đó, anh sẽ dũa 3 phần. Đó, cái sẽ thẳng là anh mạnh vậy luôn, dũa vô. Đó. Bên này bóp vô này ha. Đó, dũa vô trang lại. Đó, mất straight. Anh nhẹ luôn, mất vô. Thấy vô. And this nail too, dũa vô trang lại này ha. Dũa vô. Remember, make the same length, every nail the same length. Not too much long and not too much short. Cái kéo mà Alex mua ở đâu vậy? Cái kéo đó Alex mua ở... Kéo đó Alex mua. Hello, what the clue you using a tip? Ok, wait me 1 minute, Samantha. So I said... excuse me. I send you the name. Right here. It's KDS glue. And the website, I think it... the website right here. Oh, let me see. We shall open right here. I cannot see it. But they say in the... Just go to Google and write it. Kiss nail, powder, like that. And maybe it come out. It's really good glue. So it's very good and sticks really good. Because mostly have some glue, you know, when you guys put a tip on. And sometimes they don't try. And when you guys apply the powder and the glue is stuck in the glue is stuck in the brush. So they put your brush, it's a problem, you know, and you cannot use it. And sometimes they must set to the hair too. So this glue really good. So you put on the nail only 3 seconds, they stay right away. And later on, after three seconds, and they try right away. So they not stuck in there and they not, you know, like wet, you know. I really love it. Because before I using another glue, and they always mess up my brush. And sometimes my brush cannot using it. Cái keo này rất là tốt nha, các bạn nào mà mua cái loại keo này, tại sao cái keo này nó không hư cái cỏ các bạn. Này, Alex dũa này ha, dũa mới không nói hết này. So make sure you guys clean all everything right here too. Before you guys apply the black color. See, I have to clean it.
Mình long thơm. Oh, thank you, Samantha. Yeah, I try. I'm not saying I'm good. I'm not saying I'm talented, but I just tell you, I try to do the best I can, you know? Because have some people, they're more talented than me. So me, I'm just you say I'm good, but some people, they say they're amazing, you know? So keep trying to do it good every day. Cái kéo nó mua ở đâu hả? Cái kéo nó lại mua ở ngoài chợ nha. Ở ngoài supply á, cái kéo có 4-5 đồng thôi. Còn không nữa các bạn lên eBay á, Amazon các bạn thay cái kéo ra. Cái kéo có hình con cong thì nó sẽ nhảy ra. Đó. Các bạn lên eBay hoặc Amazon hoặc là supply có bán, bây giờ nó bán rất là nhiều. Đó. Còn không nữa sau này Alex sẽ tìm cái hãng xưởng của nó rồi Alex sẽ bỏ lên cấp size cho các bạn mua luôn ha. Luôn tiện mua về xài cho nó khỏe ha. Anh sẽ dụ hết ha. So I have to explain everything that's right here. Because later on they don't matter now it's glitching. And this shoe is really good. It's not hurting your skin. And it has up all that skin come out. Cái dụ rất là tốt cho các bạn. Cái dụ các bạn không cần phải sợ nó nóng này nha. Và dụ rất là hay các bạn thấy không? Nhám hết. Đó. Nè, khi cô này. Xí. Sát cho này. Đó. You're welcome. I thank me. Ok, đây nào là có màu đen sparkle. Cái này là Amit Smith ra đúng không? Là khách yêu cầu nên là Amit số lượng ít thôi. À, đây là những cái leather rất là đẹp. Cái này gọi là black. And cái này là màu đen. À, màu đen đây là còn con xí rồi. And ok, trong thời gian chờ đợi các bạn lưu đồng một lúc share video cho Alex nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Cọ bảo cái đồ dũa bán có bán không? Có luôn nha. À là có bán đồ dũa luôn. Hai xin đi khỏe không? Có bán luôn nha. Rồi before Alex apply này. Alex sẽ view cái có số 14. Alex sẽ bỏ farmer on all the nail. Make sure all the nail have all the farmer. Because the farmer the material is not glitching. And the metal nail is more last long longer. And you guys ready? Action. Yeah. I think this one the ombre, right? Ombre and black. Mm-hmm. Okay. And this one black too. Các bạn nhớ nha, khi các bạn mà làm cái này á, các bạn làm mà nói gì là màu đen sparkle, các bạn hay làm màu đen trước nha. Đó. Đó. Bây giờ là sắp lạc bột lên này. Các bạn nhìn nè. The brush I using number 14. And right now I show you how to apply it. Các bạn thấy cục bột không? Alex bỏ lên không? Nằm yên chỗ thấy không? Này. Đó, Alex sẽ đẩy nhẹ lên da thôi. Đó. Very clean. Nhẹ chương quá nha. À, là sẽ nhẹ nhẹ này. Vuốt nhẹ thôi. Rồi giờ mình sẽ lấy nhẹ ra này, lấy miếng nước này. Vuốt nhẹ ra thôi. Đừng nhiều quá nha. Nhiều quá là sẽ mess up easy, mess up the nail. Okay, and move to the left side, and this side, and right side. Các bạn thấy không? Alex apply một cái thôi nó ra thẳng bớt luôn, nó không sát critical luôn ha. Đó, làm cho nó đẹp. This side too. Ha. Guys, see it? How perfect is it? Nó cong không? Thấy nó cong không? Đó, sát không? Ghê ghê đấy. Hai John khỏe không John? John khỏe không? Các bạn nào mà muốn mua bột tiếp nữa rồi mua bột tiếp và nhiều màu nữa thì các bạn có thể mua bên Not Forest nhé. Not Forest nhóm của Mikey này cũng bán bột tiếp rất là nhiều cho mọi người. Alex bên Alex thì chuyên về bột màu nhiều, nhưng mà là tiếp thì chưa có chuyên về, có nghĩa là chưa có những mặt hàng đó, thì các bạn có thể mua bên Not Forest. Và John cũng là một người làm tiếp rất là giỏi, rồi có thể hướng dẫn các bạn làm tiếp rất là gọn gàng và các bạn không cần phải rửa nhiều nữa. Rồi màu đen này, Alex bỏ vô nha, nhìn nè. Sẽ bỏ màu đen nó còn thấy bột tất nhiên đúng không? Đó.
Anh sẽ đẩy nhẹ da này, nhẹ nhàng thôi. Đó. Push up cuticle, very gentle. Close your cuticle like that, not too much close, okay? So just like that, and you guys tap, and control all the powder. Because right now the powder is still square. And when you guys see the powder dry ready, you get a bit liquid, and do in the middle side first, and left side, and right side, and move it down. You guys see, it's very easy, and very smooth, very straight. Còn thấy không? Còn đè nhẹ giữa trước và vuốt hai bên nữa là xong, vuốt giữa là xong. Nó có bột ra rất là tròn và rất là đều. Đó, tại vì sao? Tại vì cục bột này Alex đang làm mask nên Alex làm phải cho nó mướt, Alex không có giũa nhiều. Đó. Đó, giũa bên này ra cho Alex. You guys see it? It's very pretty when it come out. Got it. Okay. Ok, giờ là sẽ bỏ lên nữa nè. Đó. Bỏ nhẹ lên nè. Đó. Lại đè nhẹ vô nha, đẩy vô này thấy không? Bóp hai bên vô. Bóp hai bên vô cho lên thấy không? Đẩy nhẹ lên thôi, còn nghiêng cái tay xuống này, con thấy không? Cục bột rất là tròn thấy không? Đó. Đừng cho sát da quá nha, tại sao là nó đừng sát da quá, chập nó rất là khó dụa và thứ hai nó bị hở nha. Đó, bằng cách một con tóc thôi. Đó. Sau là sẽ vuốt ra. Liquid vậy vậy à, liquid hả? Thanh Kiều Hồng Vân nha. Vuốt nhẹ hai bên ra này ha. Vuốt nhẹ hai bên ra. Mình đang nhẹ luôn. Đó, vuốt ra ha. Vuốt bên này nữa. Đó, nhuyễn lên. Vuốt ở dưới ra cho sạch này. Cắt bột ha. Đó, nhẹ nhàng. Các bạn nhớ always always keep shape straight even nha. Because later on you guys don't have too much fire in there. Đó, thấy không? Đó, rất là sát. Đó. Đó. Do you put the clear on the top? I don't think so. I know be like cut mostly I know like the way là the people from Australia or some the nail texture they put the clear too. But with me, I don't put clear because when I apply powder, I make sure I make really smooth because later on, I don't have too much fire in there. And I tap a lot when I do it, you know. That's a good idea too, but some people, they put the clear, they put the black really clean and later on they put the clear in there too. That's the second way to do it. But mostly like it detail like where you live and some of the nails actually do, you know, a different way. Đó, giữa nhẹ ha. Đó, cái cô người đó, cô hỏi là bỏ màu clear lên, màu trắng, màu đen đó. Đó là một cũng cái ý rất là hay, có nghĩa là cái way của những người Mỹ á. Người ta làm khác mình là sao? Có nghĩa là người ta bỏ màu đen lên một rất là mỏng, rồi người ta bỏ clear lên. Đó, nhưng mà nó cũng rất là hay các bạn. Hay là tại sao? Tại vì clear lên á, nó sẽ làm cho cái màu nó bóng hơn. Đó. Nó làm cho cái màu nó bóng hơn tại vì nó có lớp clear. Đó. Nó tùy theo trường hợp thôi. Đó. Thank you. And you want the sparkle here right here, right? Mm-hmm. Okay. So I try the second time. This one I show you guys how to do two ball. What I mean is two ball. I put seven right here first. And I tap like that very gentle. Very, very gentle. And I see the powder is too sweat right now. I have to wait a little bit. Okay, so I cut right here, and right now I'm using a little bit liquid. I don't use too much. You see my brush? I don't have to get a lot of liquid because the liquid always stay in here. Các bạn thấy không? Cái cỏ qua lệt á, nó không có uống bột nhiều nha, nó không uống nước. Là có nghĩa là nó có nước hoài trong cái cỏ luôn, các bạn thấy không? Ai lại quẹt xong, ai lại quẹt tiếp này, thấy không? Ai lại không có cần lấy thêm nước nhiều, thấy không? Đó. Bỏ vô. Và cái cỏ là số 14 nha. Đó. And the second one too, I get a little bit liquid, not too much. Okay, I put right here. And I push it up in cuticle, I lại đẩy nhẹ lên da thôi. Vừa tới vừa đủ này, I lại sẽ kéo ra này ha. Kéo ra. Middle side. And clean in left side. And right side. Clean it. And after that, I get a little bit liquid. And I move it down like that. Like that. You guys see it? Đó, con thấy không? Rất là đơn giản đúng không? Đây là hai cục bột. Đó.
Đó là sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đắp bột bột để giặt nha. Ok, this is the one, the second way. The third way, I do with like that way. I'm not do like that way. Yeah, well, thank you, Amana. I want to brush. Oh, okay. You just send to Jimmy the message and you can order brush. I think the number is 16. Mm-hmm. Okay, bây giờ anh sẽ đắp dọc này. So I do this way. This way how? Like, I put like that way. I hold 3 seconds. I push down like that. And right now, I push up a little bit critical like that. And this side too. And I tap like that in the middle side because I want to have all the powder in the middle. Because later on, they have the curl in the middle. And after that, I get a little bit liquid. And tap very gentle. And move down, down, down. And tiếp tục này. Thấy không? Các bạn thấy không? Cái cỏ này thấy không? Anh lại không dùng nước nhiều, các bạn thấy không? Đó, một cái cỏ thôi là anh lại đắp được nhiều rồi. Cỏ dính bột là từ khi nào các bạn phải thấy chùi dày lấy liền nha. Đó, lấy ra các bạn thấy không? Nó rất là mướt. Đó. Rồi xong cắt ra. And cut a little bit in the knees. You guys see it? My brush, you guys don't use too much the liquid because this brush they keep the liquid really good. And they don't stay, the powder don't stay in there. You guys see it? And get a bit again, liquid one more time and much smooth. Smooth. See, it's very perfect. And clean side and left side and middle side. And you guys see the curl in the middle. Okay. Hi, my love. My feel song. Okay. Thank you, Kyle. Why do you tap? Why do you tap your powder? Oh, because you know why I tap a lot? Because if you don't tap a lot, the powder is running. The second thing, like, it easy to leaching because the powder you cannot see in the knit. The clear, sometimes you see a little bit like balloon or like little bit purple in there. You can visit it, but the powder you can't. So that's why when you guys, you have to tap a lot. If you tap a lot, the powder is more strong. Look like you do floor, the cement. If you don't tap too much, but later on you hear a noise in there. So make sure you tap a lot. And you don't hear nothing in there. That's why the powder too. You have to tap a lot because the powder they stuck more longer and they last more longer. Okay, so right now so you can have to do the ombre sparkle leather. I think you do ombre like from the silver and thick, yeah, right? The like that, right? To the silver and the and this nail is the same thing too? Mm-hmm. Okay. My beautiful client, she wants this sparkle leather. I'm really love this sparkle leather. It's very pretty. But I think this sparkle leather, I need a little bit more clear because các bạn thấy cái con mít màu ra mà các bạn thấy nó chảy vậy có nghĩa là thiếu clear. Right here. You see, clear, so I need to put more a little bit clear in there. Before that, I get a little bit clear too. So, I put more right here. You guys, when you guys buy it, mid like 50-50. When you guys have the small leather, you guys have to mix with the clear. But if the mid sparkle, you guys have to mix the clear because it's hard to do it. Liquid powder, powder là powder chát nail nha. Liquid là hiệu của cái tên nó dài quá mà lại đọc quên hoài. Tập lại gửi tên nha, ok. Ok, right now I show you how to do the ombre sparkle leather. You guys see it? It's easy now. It's perfect when you guys apply right now. You see, it's very crazy. Chảy này, chảy dưới cỏ này. Chảy là phải dưới cỏ nha. You see, the powder running a lot. You guys have to hold the brush like that. When you hold brush like that, the powder they not running. That's the trick. And tap like that. You see the nail right here, right here the same side. You guys have to make the nail here the same side too. Because her nail in the middle is a little bit bigger. But the way you look in, you have to make everything the same side. Because when the same side, it come out more pretty. And I put a little bit sparkle later right here. Oh my god, very pretty, right? Mm-hmm. This one is the white sparkle later. And I put more. This one is called ombre. And right here too. Các bạn nhớ nha. Các bạn mà làm kim tuyến nhỏ các bạn mới cho lại ta 50% clear, 50% leather. But nếu sparkle bự các bạn đừng có mix, các bạn đắp lên cho nó đẹp ha. Các bạn mix lên đắp rất là khó nha. Nhớ cho lại chỗ đó.
các bạn vui lòng bấm share video cho Lệt nha. Nếu mà các bạn thấy một cái video có ý nghĩa, cho dù là nó không có phải là một cái gì đó lớn lao, nhưng mà à, Lệt muốn chia sẻ cho bạn một cái gì đó nho nhỏ, hy vọng các bạn sẽ làm tốt hơn. Đó, nghe xét. And right now, you can see it. I'm at the safe straight through. And right now, I apply a little bit the clear right here. You can see it. I put in the middle side because I want to cover it. And later on, you guys file, they don't lose your shape. They don't lose the ombre. And this side, left side, middle side. You can see it. They cover everything. Okay, you can see it. And after that, you guys get the liquid, clean it, move it out. Okay. It's very pretty, huh? Leader mua ở đâu vậy Alex? Ồ, cho mình biết order hồi nãy giờ Alex quên nhìn ha. Thank you hai cô nha. Liquid của ai? Liquid của cái hiệu mà hiệu này này. Elnail.com ha. Bóp cái hiệu này này. Ok, one more time, ok. Ok. Because before I apply the little, I see they running in a lot. So that's why right now I don't get too much. I get only little. Because only little bit liquid. Có nghĩa là hồi nãy là thấy little chảy rất là nhiều đúng không? Là sẽ lấy nước ít lại, các bạn thấy không? Không chảy nữa là thấy không? Thấy không? Đó là cái trick, cái nick, có nghĩa là những cái trick. Có nghĩa là các bạn thấy nó bị happen là các bạn phải phục cái happen của mình liền. Đó. Đừng có làm khổ mình. Có nghĩa là sao? Mình đã biết nó chảy gì chập, mình đừng lấy nước nhiều nữa. Mình lấy nước nhiều là mình khổ mình thôi. Đó. Lấy nước ít lại thôi nha. Điều ha. Can you actually make that whole nail? Whole nail? Yeah. You want only I one just, nail? Yeah, I want just one. Okay, and my beautiful client, she want only one nail. She want only this nail, and she want all sparkle little like that. So they call woman the boss. So, see? Excuse me. Hả? Alex lỡ ví dụ như có khách Alex bây giờ có muốn một ngón thôi, cô không muốn hai ngón, cô cũng thích cái màu này nữa. Thì Alex sẽ bỏ một lớp này lại này, thấy không? Hả? Một lớp lại mỏng thôi. And I put the clear in there. See, woman the boss. Hả? Phụ nữ là gì? Hả? Cô ấy là vuốt ra, anh vuốt ra. Hả? Giống cái cô nãy cô mà người Mỹ cô nói là tại sao cô? Tại sao con làm bỏ leader lên, bỏ clear lên nó sẽ đẹp hơn, cũng rất là hay các bạn. Cái nó tại bài ta nghiên cứu á, các bạn bỏ clear lên á, các bạn đắp lên á, các bạn bỏ leader lên thì nó sẽ bóng hơn nữa. Cái thứ hai nữa, khi có nhiều cái leader á, các bạn giũa nó không bị mất màu. Tại sao? Tại khi các bạn giũa nó bị lòi silver ra, tại vì sao? Leader có nhiều cái leader nó chỉ nhuộm màu thôi chứ nó không phải là leader thật của nó. Đó, các bạn lưu ý chỗ phần đó nữa. Liquid màu khô không ăn không á, liquid bột để chảy nhiều không ăn không luôn. So my beautiful client, she don't want too much right now, so I do one more time right here. So you want ombre right here or right here? Right here in the middle. Right here ombre, okay. So she want ombre right here. I got only little, you guys see it? And I push up the cuticle like that. Đây nhẹ thấy không? Rồi giữ cái cọ xí này ha. Bột chảy giữ cọ xí, đừng có làm liền. Kéo ra. Đó, đẩy vô kéo ra. Đẩy cái bột vô nha. Đó, đẩy vô kéo ra. Anh nặng vậy luôn. Thép vô. Very thin. And right here this side too. Make sure every nail have sparkle later. And right here too. Liquid nó khô không anh? Liquid nó lâu khô không nha. Các bạn có câu hỏi gì cứ nói ra lại biết nha. Tao sẽ trả lời cho bạn cho mình trang website này được không? Được ha. Được. Để dập nó lại, làm xong nó lại cho. Mình để lên ha. Đó, thành cái ombre. Các bạn là ombre là chỉ như này. Đừng có đẩy lên vậy mà dùng một nửa cái cọ này, thấy không? Chậm lên vậy này. Thấy không? Đây là cái mẹo nha. Đó. Coi như những cái gì cái thích nhất là chỉ cho các bạn coi luôn. Các bạn làm không cực. Đó. Có nghĩa là sao? Đừng có đẩy lên vậy, đừng có thật vậy. Nhưng mà lấy cọ này xỉa lên. So when you do the ombre sparkle đó, if you make the ombre, don't using of your brush. Move your brush like that way, and push up, and they come out ombre. Easy? Very easy. Bao trim mấy cái khổ đồ. Đúng rồi, cái khổ đồ Denver hình như là tháng
Alex sẽ báo cho các bạn biết nha. Rồi còn hai lớp, lớp bây giờ là lớp Cali Phước Lộc Thọ này, là tháng 1 này này, ngày 15, 16 này này. Là Alex sẽ mở một cái lớp rất là lớn ở bên bên Phước Lộc Thọ. Rồi các bạn nằm ở gần Phước Lộc Thọ hay là các bạn cứ đăng ký nha. Đó, rất là vui, nó cũng dầm ngày lễ nữa, ngày mấy dầm ngày lễ Tết nữa, cũng vui lắm á. Rồi nó có một cái show nail rất là lớn nữa. Rồi mỗi bạn nào mà đi học á, Alex sẽ tặng cho các bạn 6 hũ bột 2 ao, 6 hũ bột 2 ao và nước liquid nha. Đó, đăng ký cái lớp. Và lớp Houston là ngày lớp Houston ngày tháng 2, ngày 5, ngày 6. Các bạn nhớ nha. Là trong cái phần quà Alex tặng cho 6, có nghĩa là một hộp 6 hũ bột 2 ao. Với liquid, với cái này các bạn không cần đem. Đó, các bạn chỉ đem đồ nghề tới thôi. Đó. Đè nhẹ lên. Đó. Thấy không? Đè nhẹ vô. Hai trang. For you apply clear powder same way. Yeah. Oh, I forget. I have to wait try a little bit. I apply clear powder later. Thank you, Lindsay. Đó. Alex sẽ lấy một xíu liquid này. Alex sẽ đẩy ra này. Ok. Còn thấy là đắp không có tốn nước nhiều ha. Chết lía đồ thôi. Đó. Ok. It's very pretty. Các bạn mà làm mà màu á, mà các bạn thấy ly kim tuyến nó ra ngoài tay nhiều á, có nghĩa là thiếu clear nha. Nhớ cho Alex. Còn mà nếu mà nó không có ra, có nghĩa là mid chuẩn, có nghĩa là mid đã đúng clear. Có nghĩa là sao nó không có chảy nhiều. And I put a little bit clear right here. Right here in the middle side. And cover it. Lớp sẽ ở đâu của Houston? Lớp sẽ ở gần chỗ khu Bella người Việt nha. Và các bạn nào mà ở, các bạn vui lòng đăng ký rất là nhanh nha, tại vì hai cái lớp này ở bên này nó rất là mau, có thể là mau hết chỗ á. Tại mỗi lần Alex mở cái lớp bên Cali với lớp ở Houston nó rất là nhanh. Nên các bạn nào có thể đăng ký rất là nhanh nha. Thì các bạn có thể đi inbox cho Jimmy Alex Smile luôn. Đó. Và lớp Houston cũng vậy luôn. Alex sẽ tặng cho một người 6 hộp bột 2 ao. Và những cái đồ chơi, những đồ chơi design này nọ. Rồi xong Alex sẽ đi này ha. Alex xin cái cọ này ha. Đó. Các bạn vui lòng muốn share cho Alex nha. Share video có được tặng quà không anh? Cũng được luôn, đúng được luôn. Có thể là mấy ngày nữa nhóm Alex sẽ làm một cái game chơi trong những cái group hay là một cái Facebook, Alex sẽ tặng cọ, tặng người cho các bạn nha. Tại vì Alex phải đợi website xong ra đã, xong Alex sẽ làm mấy cái game chơi cho vui cho những bạn. Did you this little color did you how do you did the little water color did you using the chest nail and the little I using I think it's the little heaven. Cái little mà Alex đang xài là little heaven nha. Nó rất là sáng. Chúa giờ xí. Đấy nó, I just made all the shapes straight. Cho mình trang web all the liquid powder nha. Ok, ok, Plum One. Rồi hiệp chú. Rồi các bạn nào mà muốn ví dụ như dầm ngày lễ nữa, gần dầm ngày lễ mà Noel Christmas á, các bạn nào mà muốn mua cọ chat nail của Alex á, thì các bạn có thể những chủ niệm nail các bạn mua tặng cho những người bạn hay làm quà á, thì các bạn có thể order cho Alex. Nếu các bạn mua ở số lượng nhiều thì Alex sẽ có cái giá đặc biệt đó. Rồi thứ hai nữa là cái cấp xe Alex ra là thì Alex sẽ làm một cái membership. Thì các bạn nào đăng ký cái membership khi mua xong rồi á, thì các bạn sẽ được 10% off và được những cái khác nữa. Và thứ hai nữa là nó có nhiều cái option trong đó. Rồi những cái sản phẩm là Alex sẽ làm live, sẽ làm live mỗi ngày. Tại bây giờ nhóm Alex không làm live nhiều. Thứ nhất tại sao? Tại vì website chưa có ra. Thứ hai nữa là rất là nhiều công việc. Khi mà đã có website rồi thì các bạn sẽ thấy nhóm Alex sẽ like liên tục mỗi ngày luôn. Có nghĩa là thay phiên nhau like luôn. Tại giờ mình không có hàng nhiều, mình like nhiều cũng không có hàng. Cái thứ hai nữa là cũng tùy cái lúc nữa.
Thì các bạn thấy làm like vậy có nhiều người khách đó, người ta dễ thương, người ta cho mình like, có nhiều người khách đó, người ta đâu có muốn mình ngồi nói chuyện lâu vậy đâu, người ta chửi luôn á. And Maria happy. And right here too. I really love this sparkle leader. Thank you, Anne. See, you guys have to hold strong right here. Cut much through the shape straight. Thank you, Anna. Thank you, Mai, Mai Tần nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Mình vũa xanh nó đều hết ha. Chập nữa là sẽ chia sẻ các bạn cái mask mới ra rất là hay. Alex không dám nhận Alex giỏi đâu. Alex cố gắng làm thôi. Đó, vũa sơ sơ qua thôi nha. Và cái nail là như vậy này, Alex sẽ vũa như này. Đó, đã có phần shape này. Này, mình check cho em cái nail nó giống nhau hết không? Thì nhìn nó rất là đều, nó đẹp hơn. Đó. This nail too. And right here too. Much straight, straight. And you can see it even perfect right now. Okay. Có nghĩa là các bạn thấy méo là phải sửa nha, không phải là mình thấy méo là mình để vậy. And this nail. Các bạn thấy không? Rồi vuốt vô này ha. Cái màu các bạn thấy cái màu đẹp không? Cái màu cốt rất là đẹp ha. Nó giống như là vảy rồng vậy. Vảy rồng. You want shiny or matte? I want the black one is matte and the two sparkly ones shiny. Okay. Are you call Ba Nội? Ba Nội? Yes. Ba Nội, Ba Nội. I call this for Thanksgiving. Ba Nội. So you go visit your Ba Nội? She's gonna come for Christmas. Really? Where? In California? Yuma. That's good. Mm-hmm. How old is she now? 82. She speaks English too or only Vietnamese? English too. English too? Oh, that's good. And right here too. See? And I have to wait a little bit before I apply the, I put the black and all solid. They're beautiful. Okay, cái này nè, anh là chỉ xài sơ qua thôi nha. Đó, anh ta làm mướt rồi thì anh là chạy sơ qua thôi. This shoe is really good, and you guys don't have to worry to cut the cuticle. Yes, it. And this one too. And I cut her skin, see? Đó, rất là hay. Để nhẹ cho thôi nha, anh là chỉ chạy sơ qua thôi. Đó, anh là nhẹ luôn, chạy sơ qua thôi. Cho các bạn, Alex nói khi các bạn apply bột đó, cố gắng làm cho nó đen ha. Nó cho nó sạch, sáp. That's why when you apply a powder, remember, you guys have to have very, very close cuticle and very thin, and later on, you guys don't have too much work in there. And just shape like that little, and buff it ready. And when you guys do the black mask, remember, don't show a lot right here, because later on, they show the clear, the like the shiny one right here. You have to look at the real piece, please. Can I look? Okay. Wait me 1 second. Wait me 1 second, I'll show you. See, this shoe is really good. You can use that one, and you can use this one, and you can chill when you put the tip. And this one is popular right now. And các bạn muốn mua cái đồ vũ này, các bạn phải đặt hàng lên nhé. Tại bây giờ Alex đặt, có có 1.000 cây à, bây giờ gần hết luôn rồi, tại vì anh là dạy những cái lớp học nó mua gần hết rồi. Cái này tại vì cái này anh là chưa tung lên, nhưng mà anh lại bỏ trong lớp, người ta đã mua gần hết rồi. Nên các bạn nào muốn mua nữa thì đặt hàng lại nha. Nó rất là hết hàng rất là nhanh.
nó không có nóng, nó hay chỗ đó đó, nó không có nóng. Và thứ hai nữa là cái hàng mà lại đặt á là nó dày, có nghĩa là cái chỗ nó dày mà các bạn xài rất là hiệu quả. Còn có nhiều cái nó làm mỏng quá, bởi vì mình xài được mấy cái nó lục ra rồi, nó xài mấy cái nó lục rồi đó. Ok, right here, bạn thấy không, đây là sâu cho sự khác biệt này. Đây này, đây này, you see my trail, cái đầu Alex sẽ làm cho nó dày xíu này không. Nhưng mà cái trail các bạn mua ở ngoài supply ấy, có mấy đồng thôi, 7-8 đồng hay 10 đồng thì nó khác thấy không đó. Bởi vì tại sao cái thằng này dũa rất là lâu và xài rất là lâu, và thứ hai nó rất lạng, còn cái thằng này nó bị đó. Các bạn order thì các bạn nhắn tin liền nha. Đó, Alex chỉ dũa xếp cho sơ qua nữa là xong rồi. Oh sorry, the trail I showed you guys, I showed you before. If you want to order it, just send me the message and I can send you the name and you can buy it. I sell that one too. Just little, right here too, and I chip everything separate here straight. Bao nhiêu hả? Cái đầu dũa nó hả? Cái đầu dũa nó làm 20 đồng nha. Hallelujah. Rồi, you guys see? Perfect. Same size, same size. Okay, so I just box nail right now and I put the top coat, I'm done. Lạ không? Alex đó, nói chung Alex chia sẻ những cái gì á thì Alex không có nói dài dòng. Alex không muốn nói dài dòng, Alex chỉ vậy là vậy, chứ mình không có bị phải này nọ hay là mình giấu nghề hay là cái gì hết. Nói vậy nói vậy thôi. Alex không có bị phải dùng cái kia cái này nọ nữa thì nó rất là rắc rối cho các bạn. Tập trung vào cái cá nhân chính luôn đi, hay là mình chỉ vào mình cái nói dũa là dũa không, chứ không phải là dũa xong rồi phải dùng cái dũa này dũa kia, không phải vậy không. Đó, nên nói chung á là mỗi người có một cái hay khác nhau, ai mình cũng phải học hết, bản thân ai là cũng vậy nữa. Đó, không có ai hơn ai, cũng ai thua ai hết á. Nên các bạn mới vô nghề á, nhớ ra lệch á là khi các bạn học cái những cái này nè, nói chung nó đòi hỏi một cái là gì, có nghĩa là các bạn đừng có tự ái. Nếu mà các bạn tự ái các bạn sẽ không thành công, đừng có tự ái, nhớ ra lệch. Rồi xong ha. Ok, so right now I push the clear. See? You guys waiting right now? I show you guys. Ok, Alex có hai loại nha. Alex sẽ gọi cái loại mát này. So I have to, this one is the only ducking nail. Cái này Alex có thể sau này Alex sẽ bán nó nha, tại vì bên hãng bên kia đang điều giá nha Alex rồi. Thì các bạn muốn mua nữa thì Alex sẽ cho các bạn biết sau nha, có thuốc thuốc tất cả luôn. Rồi cái loại này là loại của mát, cái loại này cũng tốt, cái loại này thì xài cách khác. Có hai cách này, các bạn thấy cách nào nó phù hợp các bạn xài nha. So I have two ways how to show you guys how to do the with the mask. Shiny that one. Okay. Okay. That's it. Very pretty. And this nail shoe. I put a chair on top. It stand out. It's very nice. That's it. Shape straight. Okay, put back the light for me, please. Hi, Mimi, khỏe không? Thank you, Thanh Nhàn nha. Bao nhiêu vậy? Huế. Where you buy the your beach from? Eva just send me a message and I can sell for you. I sell that one to Eva. Vô vô ra lẹt này, giữ xếp chuẩn nha.
Các bạn thấy không, các bạn mà bỏ một lớp clear lên á thì nó rất là đẹp. Và thứ hai nữa là cái bàn dũa nó không bị mất cái màu đi. No link is no, rồi nói gì tao cũng hiểu luôn. Send rồi đó, có trả lời đâu. Cái nào nào? Holy Hinh send cái nào vậy? Ok, bây giờ này anh sẽ gửi cái này cho coi nha. Cái này là cái thứ nhất này. Thấy không? Đó, nó là bóng. Rồi thằng thứ hai. Anh sẽ xài nha. Anh sẽ xài hai loại cho các bạn coi thử nó khác nhau chỗ nào nha. Cái top coat này các bạn chùi ra ngoài cũng được luôn nha. Okay, you guys see it? Wait a little bit. And I have this nail right now, right here. And this is the second one. Cái mask này nó khác nha các bạn nhìn nha. Đó. Anh lại bỏ đèn nha. Order now, they turn on the light right now, yeah? Light on? Yeah. Thank you, Emma. Thank you, Amanda. Okay. You guys should look this pen. Wait me 1 second, okay? So I have to wait like 2 minutes. Các bạn thấy nha, đúng không, nó còn shiny đúng không? Alex bỏ tay qua này. Nhìn nha, các bạn nhìn nha. You guys see it? Look it. You guys see it? Hay không? Hay không? Hay không? Đó. Đây là cái nail hay không? Nó chưa, nó còn bóng đúng không? And you guys see it, look it. Look it, you guys see it? Do you guys love it? Oh, it's done. Okay, thank you you guys watching my video. I hope you guys have tonight on the Thursday and tomorrow. And thank you you guys. Bye bye mọi người nha. Rồi các bạn vui lòng bấm share video cho Lệch nha. Và hẹn các bạn ở những cái video tình tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Excuse me, đang là lại phần đi. Đó, hai ngón kia thì anh sẽ bỏ vô cái đèn này. Anh sẽ bỏ một xí oil right here này. Đó, cho nó đẹp nè ha. Mixa. Thank you you guys. Đó, bỏ vô. Okay, put back the light for me please. Thank you. Say bà nội. Bà nội. Bà nội. Bà nội. Bà nội.